xin được đồng nhiên hân hoan chào đón tất cả quý vị khách quý, khách mời, tất cả quý vị khách của chúng ta đã cùng hiện diện trong đêm nhạc. Chúc mừng hạnh phúc cho chàng rể và cô dâu trong buổi tối ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, lời nói đầu tiên cho phép MC Thành Công xin được thay lời cho tất cả đội ngũ ekip làm chương trình trong buổi tối ngày hôm nay. Đến với gia đình Hoàng Nhật Trai, đến với đêm nhạc, chúc mừng hạnh phúc cho chàng rể và cô dâu của chúng ta. Xin được gửi tới tất cả quý vị khách quý, khách mời, chúng ta đã cùng đá đang và cũng sẽ hiện diện trở về với đêm nhạc. Chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể. Mời lời chúc sức khỏe, lời chào thân ái, nồng nhiệt và trân trọng nhất. Kính thưa tất cả quý vị khách quý, khách mời, chúng ta trân trọng và kính mến. Có thể nói rằng giờ phút này, trong những giờ phút mong mỏi và đợi chờ, giờ phút đêm nhạc chúc mừng hạnh phúc cho chàng rể và cô dâu của chúng ta cũng đã chính thức được bắt đầu. Tất cả quý vị chúng ta có mặt trong buổi tối ngày hôm nay chính là món quà tình cảm tuyệt vời, yêu thương nhất mà gia đình cũng như chàng rể và cô dâu được đón nhận. Đến với chương trình buổi lễ thành hôn cũng như đêm nhạc chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể của chúng ta, trung tâm tổ chức tiệc Nguyễn Đình nhà hàng gà Thanh Chương với sự hỗ trợ của anh em đối tác là cũng đem đến cho bữa tiệc âm nhạc cũng chương trình lễ đăng quang hạnh phúc của cô dâu và chú rể một không gian thật tuyệt vời và sang trọng. Kính thưa quý vị, có thể nói rằng đêm nhạc tình yêu của chúng ta buổi tối hôm nay chính là chủ đề, là món quà về tinh thần mà quý vị chúng ta sẽ cùng chấp cánh cho ngôi nhà hạnh phúc của chàng rể và cô dâu. Và khi quý vị chúng ta đã có mặt đông đủ và chúng tôi cũng đã sẵn sàng, tất cả quý vị chúng ta cũng đã sẵn sàng với đêm nhạc chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ của chúng ta. Chúng tôi xin phép long trọng được tuyên bố chương trình bữa tiệc âm nhạc chúc mừng hạnh phúc cho chàng rể và cô dâu xin phép chính thức được bắt đầu. Trước lúc đến với những giai điệu tình cảm, những lời chúc mừng yêu thương thì chúng tôi xin phép được thay lời gia đình nhà trai cũng như chùa cho cô dâu và chú rể xin được cảm ơn tới trung tâm tổ chức tiệc Nguyễn Đình nhà hàng gà Thanh Chương, xin cảm ơn tới tất cả các anh em đối tác, xin cảm ơn tới đơn vị tổ chức sự kiện Xuân Hải, xin cảm ơn tới hệ thống ánh sáng của dạp cưới Linh Phi đến từ mảnh đất của anh Sơn, và xin cảm ơn tới hệ thống ánh sáng của Hóa Nga đến từ Thanh Nho, xin cảm ơn tới anh Trọng Học với nhà phân phối chính thức cổ phiếu Acotic, xin cảm ơn tới công ty truyền thông Bảo Sang Studio đến từ Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Và xin cảm ơn tất cả anh em trong ban nhạc của chúng ta. Đặc biệt xin cảm ơn tới Bùi Quyết và Tấn Thành. Đặc biệt xin gửi lời cảm ơn tới tất cả các anh chị em ca nghệ sĩ đã nhận lời mời của gia đình cũng như tiệc Nguyễn Đình nhà hàng gà Thanh Chương. Đặc biệt cảm ơn tới tất cả các ca sĩ đến từ đoàn văn công nghệ thuật quân khu 4 cũng đã có mặt ở đây để cùng đem đến cho cô dâu và chú rể những lời chúc mừng, những bài ca tiếng hát. Và chúng tôi, những người làm chương trình, chân thành được cảm ơn tất cả những tình cảm của bà con lối xóm, những người thân yêu của gia đình Hoàn Hà Nội cũng như chàng rể và cô dâu chúng ta đã không quản ngại đường xá, bớt chút thời gian vàng ngọc của mình để cùng trở về với đêm nhạc chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể. Và bây giờ đây, chúng ta hãy cùng dành cho nhau một tràng pháo tay thật lớn để cùng chính thức đến với chương trình bữa tiệc âm nhạc chúc mừng hạnh phúc cho chàng rể và cô dâu. Âm nhạc đã từ lâu lắm rồi, và đến hôm nay và chắc hẳn rằng sẽ mãi mãi về sau, nó luôn sẽ là một món ăn tinh thần không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta mỗi người một công việc, chúng ta mỗi người một cuộc sống riêng, nhưng chúng ta đều có một điểm chung là sau khi chúng ta kết thúc một ngày, một hoạt động của mình, chúng ta đều tìm đến âm nhạc để cùng chia sẻ cho những cái vất vả của cuộc sống và để nâng cao cái tình yêu hạnh phúc của mái ấm và gia đình vào cuộc sống của chúng ta. Còn trong buổi tối hôm nay, chính âm nhạc là đề tài, là nhịp cầu nối để cùng chúc mừng hạnh phúc cho chàng rể và cô dâu. Sau buổi tối hôm nay, trước lúc đến với những giọng hát của tất cả quý vị khách mời, chúng ta sẽ cùng đến với những món quà âm nhạc, những giọng hát của những người con thân yêu, những ca sĩ của huyện Thanh Chương của chúng ta đã nhận lời mời của tiệc Nguyễn Đình cũng như nhà hàng gà Thanh Chương đã có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Mở đầu chương trình bữa tiệc âm nhạc, chúng ta sẽ cùng chào đón và cùng lắng nghe với giọng ca của những người con của quê hương Thanh Chương của chúng ta. Rất là tuyệt vời, sẽ cùng đem đến những câu từ, những lời ca tiếng hát, món quà tình cảm rất là chân thành, mộc mạc, những lời ca của quê hương dành tặng tới tất cả quý vị cũng như lời mời chào với tất cả quý vị với một cặp song ca rất tuyệt vời. Xin được chào đón với giọng hát của nam ca sĩ Mạnh Đạt và nữ ca sĩ Thanh Tâm sẽ cùng tiến vào sân khấu. Trân trọng kính mời. Thank you.
Vâng, lời tiên thì xin gửi tới toàn thể quý vị một lời chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng và nồng nhiệt nhất, và xin chúc cho cô dâu và số rể một lời chúc trăm năm hạnh phúc. Và để mở đầu chương trình văn nghệ trong buổi tối ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng lắng nghe một sáng tác của nhạc sĩ Phan Thanh Trương, bài hát được mang tên Nhớ Thanh Trương. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Quên
vững vàng, kiên trì chân đường, vì đồng bào, vì đất nước, vì tổ quốc. Và tiếp nối chương trình Thanh Tâm xin gửi tới toàn thể quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Xuân Hòa, ca khúc Miền Trung Nhớ Về. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bao thương nhớ đất mẹ miền Trung. Chân thành được cảm ơn món quà âm nhạc đầu tiên trong buổi tối hôm nay đến giọng hát của Mạnh Đạt và Thanh Tâm. Và xin cảm ơn những tràng vỗ tay của tất cả quý vị đã cùng dành tặng cho tất cả các anh chị em, các nghệ sĩ của chúng tôi rất là nhiều. Kính thưa quý vị thân mến, trong buổi tối hôm nay thì sẽ có rất nhiều tất cả các anh chị em, các nghệ sĩ nhận lời mời của trung tâm tổ chức cả tiệc Nguyễn Đình cũng như nhà hàng gà Thanh Trương cùng trở về đây để cùng chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể của chúng ta trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Và đặc biệt trong buổi tối hôm nay thì quê hương của Liên Sơn của chúng ta, đặc biệt gia đình Hòn Nẹt Trai, được chào đón những ca sĩ đến từ đoàn văn công nghệ thuật quân khu 4 cũng có mặt ở đây để gửi tới cho tất cả quý vị, cũng như dành tặng cho cô dâu và chú rể của chúng ta những lời ca tiếng hát, những lời chúc mừng yêu thương và tuyệt vời nhất. Kính thưa quý vị, và giờ đây không để quý vị chúng ta phải chờ đợi thêm một giây phút nữa, dưới vẫn mong chờ quý vị chúng ta sẽ cùng chào đón với những nhân vật, những ca sĩ đến từ đoàn văn công nghệ thuật quân khu 4 mà chúng tôi vẫn rất là yêu mến và gọi các anh với một cái tên rất là yêu thương, đó là ba chàng Ngự Lâm. Trong buổi tối hôm nay cũng trở về với sân khấu này. Và bây giờ, tất cả chúng ta hãy cùng dành thật lớn một tràng vỗ tay để chào đón trở về với sân khấu ca sĩ Duy Thao, Mỹ Sơn và Việt Hòa. Một tràng vỗ tay thật lớn đi ạ. Lần đầu tiên cho phép Việt Hòa và Duy Thao, Minh Sơn xin được gửi lời chào tới tất cả các ông bà, các anh chị đang có mặt trong buổi tối đêm giao lưu văn nghệ. Chúc mừng tiệc cưới cho hai bạn tối ngày hôm nay. Rất vui mừng và vinh dự cho Việt Hòa và Minh Sơn, Duy Thao cũng có mặt trong buổi tối. Ngày hôm nay thì ngoài những cái tình cảm yêu thương chơi với anh Toại thì sau đây xin có những ca khúc xin được gửi tới cô dâu và chú rể. Và mở đầu xin mời mọi người cùng lắng nghe một sáng tác rất là mới, lời thơ Hồ Xuân Tứ, nhạc Vũ Quốc Nam, ca khúc mang tên Trai Nghệ. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Quý vị và các bạn có thể cho Việt Hoàng, Duy Thao và Minh Sơn một tràng vỗ tay không ạ? Tôi sinh ra giữa miền nắng gió, tiếng à ơi cháy đỏ chưa hè. Chúng tôi những chàng trai xứ Nghệ, uống nước giàu lam, ăn xiêm hồng lĩnh, chỉ học hành từ thuở ông cha. Ca tô thầy đồ, ông nghe ông cử, biết lấy kiều hát đỏ đưa vi dòng. Tổ quốc cần sung phong ra trận, nhét xanh cỏ nhi đạo lực tròn vẹn chữ chung. Chỉ làm trai tôn thờ chữ hiếu, chữ tiên giữ gìn trong đạo tôn sư. Nóng như lửa nhưng hiền như nước, chiều vợ thương con một lòng phi chung. Những chàng trai xứ Nghệ quê tôi, với bạn bè chẳng tính thiệt hơn. Tiếng chiều chơi vẫn là số một, thẳng thắn thật thà nhất ngôn quân tử. Rằng giữa mồ tê nghĩa tình sao trường, chim khôn đậu trốn vườn hồng, gái ngoan về nghề tìm chồng ai ơi. Mời quý vị cùng vỗ tay theo bài hát được không ạ?
tôi sinh ra giữa miền nắng gió, tiếng à ơi cháy đỏ chưa hè. Chúng tôi những chàng trai xứ Nghệ, uống nước dòng Lam, ăn sim Hồng Lĩnh, chỉ học hành từ thuở ông cha. Các bố thầy đồ, ông nghe ông cử, biết lấy kiều hát đỏ đưa vi dòng. Tổ quốc cần sung phong ra trận, nhất xanh cỏ, nhì đỏ ngực, tròn vẹn chữ chủ. Chỉ làm trai tôn thờ chữ hiếu, chữ tin giữ gìn trong đạo tôn sư. Nóng như lửa nhưng hiền như nước, chiều vợ thương con một lòng thủy chung. Những chàng trai xứ Nghệ quê tôi, với bạn bè chẳng tính thiệt hơn. Tiếng chiều chơi vẫn là số một, thẳng thắn thật thà biết buôn quân cử. Rằng giữa mồ tê nghĩa tình sao chưa, chim khôn đầu trốn vườn hầu, gái ngoan về Nghệ tìm chồng ai ơi. Chỉ làm trai tôn thờ chữ hiếu, chữ tin giữ gìn trong đạo tôn sư. Nóng như lửa nhưng hiền như nước, chiều vợ thương con một lòng thủy chung. Những chàng trai xứ Nghệ quê tôi, với bạn bè chẳng tính thiệt hơn. Tiếng chiều chơi vẫn là số một, thẳng thắn thật thà nhất ngôn quân tử. Rằng giữa mồ tê nghĩa tình sao chưa, chim khôn đầu trốn vườn hầu, gái ngoan về Nghệ tìm chồng ai ơi. Quý vị có muốn Việt Hòa và Minh Sơn thêm một bài tam ca không ạ? Sau đây thì xin được gửi tặng các bác các anh chị một sáng tác của nhạc sĩ Ánh Dương, ca khúc mang tên Chào Em Cô Gái Lam Hồng. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Xe ta bom trên những dòng đường, giờ là quê ta băng qua ba suối đeo đổi đường, và xe ta bom đã chiến trường. Chào em cô gái Lam Hồng, giữa tiếng bom cao đàn rối vẫn nghe vang vang câu hò trên đường. Niềm vui lớn qua lá trên quê ta đi thông đường, để những chuyến xe ta băng băng qua. Hồng Lĩnh ơi, đỉnh cao mây vờn, ta cùng em từ nhiều đêm thức tròn, nối tiếp những mạch đường quê nhà, đường rộn ràng những chuyến xe qua, tình nghĩa quê em sáng tỏ như ánh trăng đêm rằm. Điện phương tay lái mà tình em đảm đang. Xe ta bon bon đi trên đường, lòng vui như mơ hồi, đường quê em êm êm đưa như thoi dệt bao tâm tình. Đừng lờ đèn rằng soi lửa soi, để em đi thông đường. Kìa ngà rừng vắng tay cuối nương, vượt đèo ngàn hoa ban ơi. Tay lái ta dồn lên lời ca, hỡi cô gái trên đất Lam Hồng. Mỗi dặm xe qua lòng em đã thấu tỏ, dù mù xanh chạy đêm chạy ngày, cùng trắng băng tình nghĩa em, vì miền Nam bao yêu thương. Đi thông đường để những chuyến xe qua, hòa chung tay lái em đã góp công ngày đêm trên tuyến đường. Âm nhạc lớn lên tí nữa. Vâng, xin mời quý vị cùng vỗ tay theo bài hát được không ạ? Xe ta bon
vang trên những dặm đường. Giờ là quê ta băng qua bao suối đeo đồi nương, mà xe ta bom đã chiến trường. Chào em cô gái lam hồng, giữa tiếng bom gao đạn rồi vẫn nghe vang vang tua hò trên đường. Niềm vui lớn qua là trên quê ta đi thông đường để những chuyến xe ta băng băng qua. Hoàng Sơn một mãi xuôi về, qua tình em từ nhiều biên đá nhỏ, đêm đêm lát trên đường quê nhà, đường rộn ràng những chuyến xe qua, tình nghĩa quê em sáng tỏ những ánh trăng đêm rằm, tiền phương tay lái mà tình em đảm đang. Xe ta bom bom đi trên đường, tiền phương đang vẫy gọi, người quê hương bao thân yêu cho ta gửi lời tâm tình. Chào những người chẳng tiếc máu xương, ngày đêm đi thông đường là nhiều điều phù lấy giá gương. Tây tình Nam anh nghĩa bắc thương nhau, ta nào có quản chi hơi cố gái trên đất Nam Hồng. Với bàn tay em rơi nó vào đất biển, dù xanh chay đêm chay ngày cùng chẳng bằng tình nghĩa em. Bằng mình cháu mà gian lao đi thông đường để chuyến sẽ qua. Rồi nhanh tay lái vút tiếng hát ca chào quê hương Nam Hồng. Hơi la la hơi la, hơi la la hơi la, hơi la la hơi la. Xin cảm ơn rất nhiều. Tại sao cả nhà chúng ta lại im lặng như vậy ạ? Mời sao mới ta lớn hơn được không ạ? Mời người chúng ta muốn lắng nghe các chàng trai Ngự Lâm đến từ đoàn Văn Công Nghệ Thuật Khu 4 hát nữa không ạ? Có muốn nữa không ạ? Có thể dành một tràng vỗ tay lớn hơn được không? Xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Cái thứ bây giờ đây chúng ta sẽ cùng dành một khoảng thời gian cho ba chàng Ngự Lâm của đoàn Văn Công Nghệ Thuật Khu 4 sẽ có một chút nghỉ ngơi, để sau đó sẽ cùng trở lại với sân khấu của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay để tiếp tục gửi tới cho bà con và tất cả mọi người chúng ta những bài hát tiếp theo. Kính thưa quý vị thân mến, trong buổi tối hôm nay chúng tôi rất là vinh dự được đứng trên khấu này, được truyền tải tất cả những cung bậc cảm xúc, được dẫn dắt câu chuyện và cùng trân trọng kính mời tất cả quý vị cùng tiến về với sân khấu để gửi tặng cho cô dâu và chú rể cùng tất cả quý vị những bài hát, những nhạc phẩm tuyệt vời nhất về hạnh phúc, mái ấm và gia đình. Bên cạnh những giọng hát của các anh chị em ca nghệ sĩ đến từ ekip làm chương trình của chúng tôi, thì rất mong quý vị chúng ta cùng đăng ký với chúng tôi để chúng ta cùng giao thoa với nhau, được kết nối và đem đến cho bữa tiệc âm nhạc cho cô dâu và chú rể thật nhiều những cung bậc cảm xúc, thật nhiều những giai điệu yêu thương. Và bây giờ đây chúng ta sẽ cùng chào đón với một vị khách mời hiện tại đã có mặt tại khán phòng hạnh phúc trong buổi tối ngày hôm nay. Một giọng hát của một nam ca sĩ trở về từ quê hương của Đô Lương của chúng ta, một giọng ca với đậm chất của Tây Nguyên, bây giờ đây sẽ cùng tiến về sân khấu. Và quý vị hãy cùng dành cho anh một tràng vỗ tay. Trân trọng kính mời anh Quang Hòa sẽ cùng tiến về sân khấu của chúng ta. Một tràng vỗ tay lớn đi ạ. Xin cảm ơn và trân kính mời anh. Rất vinh dự có mặt trong buổi tối ngày hôm nay, và lời đầu tiên xin kính chúc tất cả quý vị toàn thể hôn trường chúng ta luôn mạnh khỏe và thành đạt trong cuộc sống, và chúc cho đôi nương trong năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Và nhạc phẩm tiếp theo, ca khúc mang tên Xuân Sang Mênh Mang, cao nguyên Đắk Lắk. Thank you.
mặt trời lên. Trên cao nguyên bao la, đang giang 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 lên bên tôi, cho lòng ta ước mơ. Như chim trao bay 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 qua bầu trời đang lắng mà lắng nghe lớn. Wow! Xin vị một tràng vỗ tay thật lớn và thật to để chúc mừng. Cảm ơn quý vị. Xuân đang về, rừng cao su bạt ngàn đời. Bên lưng đồi nước đã về, rừng cà phê vào mùa tươi. Nước trên ngàn về, nước sông tràn trề. Nước cho quên xanh đất mới, nước rồng mà là sóng vô rộn ràng mênh mang. Rừng ngút ngàn dưới nắng vàng, mây voi đến tìm đàn đời. Nước đã về, rồng nước đã về, đời trong mình hàng mơ. Gái trẻ đê, gái chưa mơ đâu. Hát cho quên xây đất mới, hát rồng bà làm sông vô rộn xa mênh mà. Đang về rừng cao su bạt ngàn đời, bên lưng đồi nước đã về, rừng cà phê vào mùa tươi. Nước trên ngàn về, nước sông tràn trề. Nước cho quên xanh đất mới, nước rồng mà là sông vô rộn xa mênh mang. Rừng ngút ngàn dưới nắng vàng, bầy voi đi tìm đàn đời. Nước đã về, rồng nước đã về, đời trông mình hàng mơ. Gái trẻ đê, gái chưa mơ đâu. Hát cho quên xanh đất mới, hát rồng bà là sóng vô rộn xa mênh mang, rộn xa mênh mang, rộn xa. Mặt trời lên, trên cao nguyên bao la. Đang răng 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 lên bên tôi, cho lòng ta ước mơ. Như chim trao bay 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 qua bầu trời đang lắng mà lắng nghe lớn. Có lẽ rằng sẽ là một tràng vỗ tay thật lớn nên cảm ơn giọng hát của anh Quang Hòa. Xin cảm ơn quý vị và những tràng vỗ tay rất là nhiều. Cứ thưa quý vị, nhận được lời mời của chúng tôi thì anh Quang Hòa cũng đã sắp xếp thời gian để cùng trở về với đêm nhạc trong buổi tối ngày hôm nay để gửi tới cho cô dâu và chủ đề của tất cả quý vị chúng ta những bài hát tuyệt vời, một giọng ca đậm chất Tây Nguyên rất tuyệt vời, gửi tặng tất cả quý vị một nhạc phẩm có tựa đề Cao Nguyên Trên Sông Đắk Lắk. Xin cảm ơn anh rất là nhiều. Kính thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay thì vừa rồi chúng ta được đến với những giọng hát rất là tuyệt vời của tất cả những vị khách mời cũng như những giọng hát của anh chị em ca nghệ sĩ ekip. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một cặp song ca tiếp theo sẽ cùng tiến về sân khấu.
quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một nhạc phẩm có tựa đề Giận Mà Thương qua giọng hát của nam ca sĩ Minh Sơn và nữ ca sĩ Thanh Tâm. Một tràng pháo tay thật lớn nữa quý vị. Xin cảm ơn rất nhiều. Xin thông báo quý vị rằng phần cuối chương trình trong buổi tối hôm nay thì tất cả các bạn trẻ của chúng ta sẽ được đến với một màn DJ tuyệt vời nhất đến từ DJ Hoàng Anh. Trong buổi tối hôm nay sẽ cùng đem đến cho buổi tiệc âm nhạc chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ của chúng ta. Để thương xuân cả ngày anh
Và tiếp nối chương trình, xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Tình Ta Biển Bạc Đồng Xanh qua phần thể hiện của Thanh Tâm và Minh Sơn. Xin mời quý vị có thể dành cho Thanh Tâm và Minh Sơn một tràng vỗ tay thật lớn nữa không ạ? Vâng, xin cảm ơn. Ra tươi khi chân mây ưng hồng, thuyền anh ra khơi có ngại chi mưa gió ơ hò. Trên đoàn thuyền hai âu vui sóng gió, anh nhớ đồng làng quê cánh cò bay trên thảm lụa. Đời tự do ôi chan chứa bao tình, tương lai ta đổ giọt mồ hôi ơ hò ơ hò. Ruộng đồng quê ta em hăng say sớm chiều, ruộng đồng thấm em lại chi mưa nắng ơ hò. Em hỏi rằng vì sao anh ra khơi bom biển ngày đêm đầy quang ơ hò ơ hò. Cá bạc đầy quang đến màu da anh sáng hồng, lúa vàng chiều bông cho má hồng em tươi thắm. Đôi ta chỉ thương nhau cho lúa xanh đồng, cho thuyền vượt biển sông mà băng qua ơ hò. Giá tươi khi chân mây ưng hồng, thuyền anh
già ơi, có ngại trình mưa gió. Trên đoàn thuyền hai âu vui sóng xô, anh nhớ đồng làng quê, cánh cò bay trên thảm lụa đời tự do. Ôi chan chờ bao tình vì tương lai ta đổ giọt mồ hôi. Ruộng đồng quê ta em hăng say sớm chiều, ruộng đồng thấm canh em ngại chi mưa nắng. Em hỏi rằng vì sao anh ra khơi ta phiền ngày đêm cho màu da anh nắng chạm. Sao em cứ bông đùa, thuyền anh mãi về cho cán bạc đầy khoang. Cá bạc đầy khoang để màu da anh sáng hồng, lúa vàng chiều bông cho má hồng em. Dầu mà muốn chung mà băng qua hò ơi hò, nơi ruộng đồng ta buông trông. Hò ơi hò, nơi biển trời kéo lưới nào. Xin được cảm ơn món quà âm nhạc sự kết hợp của Thanh Tâm và anh Minh Sơn rất là nhiều. Một sự kết hợp rất là hài hòa tình cảm của một người con gái của quê hương Thanh Chương, được giao lưu được hát với một nam ca sĩ đến từ đoàn văn công nghệ thuật khu 4, đó là giọng hát của anh Minh Sơn. Xin cảm ơn với hai nhạc phẩm rất là nhiều. Kính thưa quý vị, có thể nói rằng tình yêu là một món quà tuyệt vời mà cuộc sống tạo hóa đã ban tặng ra cho mỗi một con người của chúng ta. Và chính tình yêu cũng đã dẫn đường chỉ lối cho cô dâu và chú rể tìm đến bên nhau. Sau những năm tháng hẹn hò và đợi chờ, tình yêu hạnh phúc của đôi bạn trẻ cũng đã chín muồi. Và trước ngày mai thì hôn lễ sẽ chính thức được bắt đầu. Tối ngày hôm nay sẽ là một đêm nhạc tuyệt vời nhất, với đầy đủ những khúc bậc cảm xúc, với những gì yêu thương mà quý vị ta sẽ kết nối bằng bữa tiệc âm nhạc dành tặng các đôi bạn trẻ. Và tình yêu chúng ta được biết rằng nó rất là giản dị, rất là nối bình thường. Đôi khi chỉ cần một cái bắt tay, một ánh mắt, một nụ cười cũng làm chúng ta cảm thấy nhớ nhau. Và bây giờ đây chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc mà đúng như tình yêu mà tôi vừa nói với tất cả quý vị, với nhạc phẩm Điều Giản Dị. Và quý vị chúng ta sẽ cùng chào đón một tràng vỗ tay với giọng hát của nam ca sĩ Duy Thao. Một tràng vỗ tay thật lớn nữa quý vị. Để tiếp nối chương trình văn nghệ chúc mừng hạnh phúc của hai bạn thì Duy Thao xin gửi tới toàn thể các bác, các ba và các anh các chị một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Quang, Điều Giản Dị ạ. Trên áo đôi môi em gọi bao khát khao, mắt em vời vời lấp lánh ngàn sao. Em mong manh tựa rừng cây chút rơi lá,
gió chiều bóng trần sao xuyên mãi không nguôi. Người yêu ơi, dù mãi ngày cách xa, mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta. Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em anh càng thấy yêu em. Hồi ngộ rồi chia ly, cuộc đời vẫn thế, dẫu làm mặt trời nồng nàn khát khao hay đêm mịt mùng lấp lánh ngàn sao. Nếu không còn người, cuộc đời trôi về đâu? Nếu không còn người, mặt đất quá hoang vu. Người yêu ơi, đừng bao giờ cách xa, mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta. Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em anh càng thấy yêu. Xin quý vị cho chúng ta một tràng vỗ tay được không ạ? Cảm ơn quý vị rất nhiều. Hồi ngộ rồi chia ly, cuộc đời vẫn thế, dẫu làm mặt trời nồng nàn khát khao hay đêm mịt mùng lấp lánh ngàn sao. Nếu không có người, cuộc đời trôi về đâu? Nếu không có người, mặt đất quá hoang vu. Là tình yêu chúng ta. Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em anh càng thấy yêu em, càng xa em anh càng. Thảo xin hát một bài được không ạ? Thảo xin hát một bài nhạc đỏ ạ. Vâng, vì Thảo quan sát thấy ở dưới rất có rất nhiều các ông, các bà cũng lớn tuổi và cũng rất yêu âm nhạc. Thảo xin gửi tới toàn thể quý vị một sáng tác là của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điều, Hành Khúc Ngày Và Đêm ạ. Thank you.
rất dài và rất xa. Là những là trái tim yêu thương. Xin mời quý vị cùng vỗ tay theo bài hát đấy ạ. Vỗ tay to lên được không ạ? Đang mùa hai cuốn pháo lan dài chiến dịch, bồi hồi đêm xuất kích chờ nghe tiếng pháo giàn. Ngôi sao như mắt anh trong những đêm không ngủ, sao anh em vẫn mở cho ánh sao bay vào. Ngày và đêm xa nhau đâu chỉ dài và nhớ, thời gian trong cách chừa đốt cháy lửa tình yêu. Pháo anh lên đồi cao nã vào đầu giặc Mỹ, phục giang dưới hầm sâu em cũng là chiến sĩ. Tái chết cúi gục đầu, cuộc đời xanh tuy trẻ ngày đêm ta bên nhau những đêm dài chiến đấu. Ngày đêm ta bên nhau những đêm dài chiến đấu. Đêm ngày trong chiến đấu anh với em sống vẫn gần nhau. Anh đang mùa hai cuốn pháo lan dài chiến dịch, bồi hồi đêm xuất kích trơn nghe tiếng pháo giàn. Ngôi sao như mắt anh trong những đêm không ngủ, sao anh em vẫn mở cho ánh sao bay vào. Ngày và đêm xa nhau đâu chỉ dài và nhớ, thời gian trong cách chờ đốt cháy lửa tình yêu. Pháo anh lên đồi cao nã vào đầu giặc Mỹ, cục giang dưới hầm sâu em cũng là chiến sĩ. Cái chết cuối gục đầu, cuộc đời xanh tuy trẻ ngày đêm ta bên nhau những đêm dài chiến đấu. Ngày đêm ta bên nhau những đêm dài chiến đấu. Đêm ngày trong chiến đấu anh với em sống vẫn gần nhau. Đêm ngày trong chiến đấu anh với em sống vẫn gần nhau. Đêm ngày trong chiến đấu anh với em sống vẫn gần nhau. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính thưa tất cả quý vị thân mến, chúng ta đều biết rằng Lân có múa hay thì nhờ vào tiếng trống, và những ca sĩ có một cảm xúc như thế nào hát hay thì rất cần những tràng vỗ tay của tất cả của chúng ta. Và chính vì vậy mà chúng ta hãy cùng dành một tràng vỗ tay để cảm ơn giọng hát của nam ca sĩ Duy Thao, được không ạ? Xin cảm ơn quý vị, và chúng tôi mong muốn rằng những tràng vỗ tay của tất cả chúng ta sẽ kéo dài đến hết chương trình trong buổi tối ngày hôm nay. Và đó cũng chính là những lời cảm ơn tới những giọng hát của những nam ca sĩ và những lời chúc mừng dành tặng cho gia đình cũng như cô dâu và chú rể. Trong buổi tối hôm nay thì bên cạnh những giọng hát của những vị khách mời thì chúng ta sẽ cùng giao lưu với những một cõi âm nhạc của những người con quê hương của gia đình họ Nhật Trai, đặc biệt nữa đến từ mảnh đất của xóm Liên Sơn của chúng ta. Và bây giờ đây, trước lúc quay lại với những giọng hát của những vị khách mời, chúng ta sẽ cùng giao lưu và cùng làm quen với một giọng hát của một người anh con bác của chú rể của chúng ta. Xin giới thiệu và kính mời giọng hát của người anh trai có tên là Đình Lượng đăng ký với chúng tôi tiến về sân khấu để hát tặng cho cô dâu và chú rể một bài hát mà lời chúc mừng yêu thương nhất ạ. Xin mời người anh con bác của chú rể, đó là anh Đình Lượng. Xin mời. Cả nhà hãy dành cho Đình Lượng một tràng vỗ tay thật lớn và thật dài nào.
Sắp đây Đình Lường xin gửi tới toàn thể quý vị và các bạn ca khúc Về Miền Quê Anh. Đình nỗi nhịp tơ vương
ta thương nhau tìm về. Rượu nồng hơi ấm hồn quê, để thương để nhớ, để say câu hát Trang Kiều yêu người. Miền quê anh nặng tình Xin cảm ơn người anh, con bác của chú rể rất là nhiều. Một ca khúc rất tuyệt vời dành tặng cho cô dâu và chú rể trong buổi tối. Cảm ơn anh, chúc anh được nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống của mình. Kính thưa quý vị thân mến, chúng ta đều biết rằng hạnh phúc cô dâu và chú rể thì nhờ phúc đức của tổ tiên, mà tất cả cuộc sống của chúng ta có được ngày hôm nay là nhờ ân công của cách mạng. Sau khi đất nước của ta giành được thống nhất độc lập thì đã có rất nhiều những nhạc sĩ, những nhà thơ sáng tác rất nhiều những ca khúc để rồi chúng ta sẽ thể hiện được một kia đất nước của chúng ta hào hùng và tự hào biết mấy. Và trong những nhạc sĩ đó, chúng ta được biết rằng một cố nhạc sĩ với một ca khúc mà chắc hẳn rất nhiều người chúng ta yêu mến ca khúc này, đó chính là cố nhạc sĩ Hoàng Hà. Một sáng tác rất nổi tiếng của cố nhạc sĩ Hoàng Hà, chúng ta được biết rằng được sáng tác vào ngày 26 tháng 4 năm 1975. Ca khúc này thể hiện sự hào hùng của dân tộc của chúng ta có tựa đề là Đất nước chọn niềm vui. Và trong buổi tối hôm nay, chúng ta sẽ cùng chào đón và lắng nghe lại ca khúc này qua phần thể hiện của ba chàng ngư lâm của chúng ta đến từ đoàn văn công nghệ thuật quân khu 4. Chúng ta hãy cùng chào đón trở lại với dòng hát của nam ca sĩ Việt Hòa, Duy Thao và Minh Sơn. Xin mời quý vị cùng đến với một nhạc phẩm Đất nước chọn niềm vui, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Hà. Ta đi trong cuốn ánh sao vàng, rừng ở đông bay rộn ràng và mê say, những bước chân rồn về đây Sài Gòn ơi, vững tin đã bao năm rồi ngày vui giải phóng. Ta như như vang tiếng vang hồ dày non sông, rào rực sau hôm nay bác vui với hội toàn dân. Thành đồng ơi sắt son đã mang khai hoàn, vui hạnh phúc vô biên hát nữa đi em những lời yêu thương. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tổ quốc muôn đời trọn vẹn ta nó sống thống nhất rạng rỡ Việt Nam. Ta trong muôn ánh sao vàng rực rỡ tung bay, rộn ràng và mê say những bước chân dồn về đây. Sài Gòn ơi, vững tin đã bao năm rồi, một ngày vui giải phóng. Ta như vang tiếng Bác Hồ dậy từ non sông, rào rừng sau hôm nay Bác vui quay hồi toàn dân. Sau đây Việt Hòa xin được gửi tặng quý ông bà, các anh các chị một sáng tác của cố nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, ca khúc mang tên Những Ánh Sao Đêm. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Gió thơm hương đêm về quanh khu nhà tôi mới cất xong chiều qua. Tôi đứng trên tầng gác thật cao, nhìn ra chân trời xa xa. Từ bão mái nhà đèn hoa sáng ngời, bầu trời thêm vào muôn vì sao sáng. Tôi ngắm bao gia đình lửa ấm tình yêu, nghe mẫu trong tim hòa niềm vui lần lần lời ca. Em ơi, anh còn đi xây nhiều nhà khắp nơi, nhiều tổ ấm sống vui tình lứa đôi. Lòng anh những thấy càng thương nhớ em, dù xa nhau trọn ngày đêm, anh càng yêu em càng hăng say, xây cho nhà ca. Tổ quốc của ta, anh lắng nghe bao lời ân ái, những bài tình ca.
lòng nhớ thương quê hương miền Nam, anh hằng tha thiết ước mong ngày mai anh sẽ đi về khắp làng quê xây những ngôi nhà tương lai. Dòng sông mát xanh chảy quanh phố phường và nhiều công trường xây niềm vui mới. Khi bóng đêm trở về rực ánh đèn lên, anh thấy như muôn ngàn vì sao thêu trong đêm tối. Em ơi, tuy giờ đây hai miền còn cách xa, niềm chia cắt thắt đau lòng chúng ta, nhưng không thể xóa được hình bóng em. Dù xa nhau trọn ngày đêm, anh càng yêu em càng hăng say, xây cho nhà cao cao mãi. Ôi xinh đẹp tổ quốc của ta, anh lắng nghe bao lời ân ái những bài tình ca. Ôi xinh đẹp tổ quốc của ta, anh lắng nghe bao lời ân ái. Sau đây Việt Hòa xin được gửi tặng quý ông bà cùng toàn thể các anh một các khúc rất là nhẹ nhàng, ca khúc một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Quốc Nam, lời thơ Hồ Xuân Tứ, ca khúc mang tên Tìm Về Miền Xưa. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Quý vị có thể cho Việt Hòa một tràng vỗ tay không ạ?
về lại miền xưa tháng năm dài thương nhớ, về với con sông của thời thơ ấu, nơi đôi ta chập chững bước vào đời. Tôi hồn nhiên em đôi mắt ngây thơ, ngày tháng trôi nhanh em đã là thiếu nữ, ngày tôi đi xa nơi miền viễn xứ, bên nương dâu ánh mắt giăng tơ, tình yêu thầm lặng chảy vào tim. Nay trở về bên sông xưa, con sông cuồn ngơ, cây sao đứng ngơ, thuyền buông neo bên bờ thầm lặng, đổ bên nào hỏi sông không thương. Tôi thẫn thờ trong chiều gió mơ màng, sóng khắc khoải ngược dòng kiếp, hoàng hôn tím lội tìm đôi mắt biệt, bên kia sông nhà ai đã lên đèn. Nương dâu bên cũ còn đây, thương em gái nhỏ đò đầy sáng sông, sông sâu chỉ có một lòng, mà sao con nước đôi dòng lặng trôi. Sông sâu chỉ có một lòng, mà sao con nước đôi dòng lặng trôi. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Quý vị thân mến, chúng tôi cũng xin phép được chia sẻ với tất cả quý vị một điều như thế này. Không biết quý vị chúng ta như thế nào, còn riêng những người làm chương trình của tôi thì nói thật với tất cả quý vị, chúng tôi đi làm chương trình rất là nhiều rồi. Được đứng trên sân khấu với rất nhiều các anh chị em ca nghệ sĩ, và đặc biệt hơn nữa, được đứng trên sân khấu với các ba chàng ngự lâm của đoàn Văn Công Nghệ Thuật Khu 4 cũng khá là nhiều rồi. Chúng tôi nghe nhiều, thậm chí là rất nhiều, nhưng tôi không bao giờ cảm thấy chán. Và không biết quý vị chúng ta có cảm thấy như vậy không ạ? Có không ạ? Trả lời thật lòng đấy, có không ạ? Không thì hãy dành một tràng vỗ tay để cảm ơn cho ba chàng người lâm nói chung, và đặc biệt cảm ơn ca sĩ Việt Hoa, một tràng vỗ tay thật lớn và thật dài. Xin cảm ơn rất nhiều, và những tràng vỗ tay này chắc hẳn rằng thì ba chàng người lâm của chúng ta sẽ rất là tuyệt vời. Cảm ơn tình cảm của bà con quê hương của Thanh Liên của chúng ta dành tặng cho những ca sĩ trong buổi tối, cảm ơn rất là nhiều. Và thưa quý vị, bây giờ đây chúng ta sẽ tiếp tục giao lưu với những giọng ca tuyệt vời là những người con của quê hương Thanh Liên của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón với một cô gái rất là xinh đẹp, một giọng ca cũng rất là nổi lực và trẻ trung đến từ một người con của xóm Liên Sơn của chúng ta. Không ai khác, quý vị chúng ta sẽ cùng chào đón với giọng hát của cô giáo Thanh Hà. Một giọng với tay thật lớn đi ạ. Xin mời em. Thưa quý vị, rất là vui cho Thanh Hà bởi vì ngày hôm kia là một ngày rất tuyệt vời dành riêng cho ngành giáo dục và cô gái Thanh Hà của chúng ta như vậy. Và trước lúc đến với giọng hát của Thanh Hà, hãy dành một tràng vỗ tay để cho một lời chúc mừng buồn một chút 20 tháng 11 cho Thanh Hà. Và xin cảm ơn rất nhiều. Vâng, và tiếp theo chương trình, Thu Hà xin được gửi tới quý vị một ca khúc được mang tên Sapa nơi gặp gỡ đất trời, và rất mong được sự giúp đỡ của một trong ba chàng người lâm được không ạ?
chắc là rất là vinh dự được hát cùng với cô giáo rất là xinh đẹp như thế này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức một ca khúc mang tên Sapa, nơi gặp gỡ đất trời. Xin mời quý vị cùng thưởng thức ạ. Cho lớn âm thanh thì bồng bềnh mây trắng. Lòng lanh trong xanh dòng suối, dập dìu sắc màu chợ phiên. Ngọt ngào cây lên hai, đào xuân chung chim anh say. Ngập ngừng sương sang lối phố, sông sáng nhịp vắng tiếng thèm chàng trai xuống chợ, hẹn gặp ai mà sao vui thế. Tiếng đàn môi em nói điều gì cho ta ngồi bên nhau đêm nay. Sapa chiều nghiêng huyền thoại, mặt trời mọc lên từ má em, phố nhỏ hiện lên từ trong mây. Ơi Sapa nơi gặp gỡ trái và mùa con trai hát gọi con gái đắm say bao trời anh về cùng em. Xin quý vị chàng một tay thật lớn được không ạ? Tiếng khen chàng trai xuống chợ, hẹn gặp ai mà sao vui thế. Tiếng đàn môi em nói điều gì cho ta ngồi bên nhau đêm nay. Sapa chiều tiết huyền thoại, mặt trời mọc lên từ má em, phố nhỏ hiện lên từ trong mây. Ơi Sapa trái và mùa con trai hát gọi con gái đắm say phiên chợ anh về cùng em. Sapa chiều nghiêng huyền thoại, mặt trời mọc lên từ má em, phố nhỏ hiện lên từ trong mây. Ơi Sapa nơi gặp gỡ đất trời, trái và mùa con trai hát gọi con gái đắm say phiên chờ anh về cùng em. Sapa ơi Sapa ơi Sapa, đắm say bao tình anh về cùng Sapa.
Xin cảm ơn Việt Hòa và xin cảm ơn Thanh Hà rất là nhiều, một cô gái trẻ tài năng. Xin cảm ơn em, chúc em thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống của mình. Một tràng vỗ tay để cảm ơn với ca khúc vừa rồi quý vị. Xin cảm ơn rất là nhiều. Kính thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay thì rất nhiều những gương mặt thân yêu và những giọng ca quý vị chúng ta muốn gửi gắm tới cho ngày hạnh phúc chung đôi của đôi bạn trẻ của chúng ta. Và đó cũng chính là những món quà âm nhạc để cùng chúc mừng hạnh phúc cho chàng rể và cô dâu. Trong buổi tối hôm nay thì rất là vinh dự chúng tôi, những người làm chương trình được trở về đây để cùng tất cả quý vị chúng ta đem đến một bức tranh tuyệt vời nhất, đầy đủ những gương mặt cảm xúc để cùng chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ của chúng ta. Đặc biệt nữa, một người anh rất là thân với chúng tôi và buổi tối hôm nay cũng đã trở về đây để hỗ trợ về phần kỹ thuật, để đem đến một hệ thống âm thanh để chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể. Và bây giờ đây chắc hẳn rằng mặc dù vẫn biết anh cũng khá là mệt, nhưng anh sẽ bước lên sân khấu để gửi tới cho tất cả quý vị của chúng ta một bài hát và cũng một lời chúc mừng dành tặng riêng cho cô dâu và chú rể của chúng ta. Không ai hát, quý vị chúng ta sẽ cùng dành tặng cho anh Trọng Học một tràng vỗ tay để quý vị về sân khấu để gửi tới quý vị một ca khúc. Xin trọng giới thiệu, kính mời anh. Rất là vui vì đến đây cùng dự đám cưới của hai em của Toài. Thì ngày hôm nay cũng rất là mệt. Thôi thì xin hát một bài hát mà sở trường của Trọng Học ấy. Vì cùng giờ mệt quá nó không biết hát bài nào cho hợp. Xin gửi tới quý vị một ca khúc của nhạc sĩ Lam Phương, ca khúc mang tên Thành Phố Buồn. Xin hát bài thứ hai đi. Có người họ bị trò gọi.
tí mới lại gọi. Mười năm không gặp, tưởng tình đã cũ. Mây bay bao năm, tưởng mình đã quên. Nhưng yêu ơi, một trời thương nhớ. Em ơi bên kia, có còn mặt buồn. Mười năm cách biệt, một lần bơ ngơ. Quên câu yêu thương ta trao cho nhau. Nhưng em yêu ơi, một vùng ký ức mãi còn trong ta, một trời cuồng điên. Cả một trời yêu bao giờ trở lại. Ôi ta xa nhau tưởng chừng như đời. Ta yêu nhau để lòng cứ ngỡ. Tình bất phân ly, tình vẫn như mơ. Đành dù lòng thôi ra từ kỷ niệm. Trôi qua bao năm mộng buồn quên sớm. Nhưng sau bao năm ngày dài qua mãi, trong anh hôm nay thấy tình còn đây. Mười năm cách biệt, dường như em đã quên câu yêu thương ta trao cho nhau. Nhưng em yêu ơi, còn chẳng nhung nhớ. Mãi còn trong ta, một trời cuồng điên. Cả một trời yêu bao giờ trở lại. Ôi ta xa nhau tưởng chừng như đỡ. Ôi ta yêu nhau để lòng cứ ngỡ. Tình bất phân ly, tình vẫn như mơ. Đành như lòng thôi xa từ kỷ niệm. Trôi qua bao năm mộng buồn quên sớm. Nhưng sau bao năm ngày dài qua mãi, trong anh hôm nay thấy tình còn đây. Mười năm cách biệt hình như em đã quên câu yêu thương ta trao cho nhau. Nhưng em yêu ơi, còn chẳng nhung nhớ. Như anh hôm nay thấy mưa trở về. Như anh hôm nay thấy lòng tiếc nhớ. Mười năm không ngờ. Xin cảm ơn quý vị nhiều. Xin cảm ơn anh Trọng Học rất là nhiều. Một nhạc phẩm rất là tuyệt vời. Kính thưa quý vị, có thể nói rằng sau buổi tối hôm nay thì tất cả quý vị chúng ta đều mong muốn rằng được đón nhận và lắng nghe nhiều và thật nhiều hơn nữa những giọng hát và những món quà tình cảm để cùng chúc mừng hạnh phúc cho ngày chung đôi hạnh phúc của chàng rể và cô dâu của chúng ta. Mà như chúng tôi cũng đã nói rằng ở phần cuối chương trình giao lưu âm nhạc trong buổi tối ngày hôm nay, quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những bản DJ đến từ DJ Hoàng Anh trong buổi tối hôm nay. Chúng trở về với tất cả quý vị để quý vị chúng ta sẽ cùng thay đổi không khí một chút để cùng đến với những bản nhạc thật sôi động nhất. Quý vị chúng ta có đồng ý không ạ? Vâng ạ, xin cảm ơn quý vị rất là nhiều.
Kính thưa quý vị, một lần nữa thì chúng tôi những người làm chương trình trong buổi tối ngày hôm nay xin thay lời gia đình cũng đi chuyển lời cho chú rể và cô dâu xin cảm ơn sự hiện diện của tất cả quý vị, ông bà, cô chú, chú anh chị và tất cả mọi người. Đặc biệt là xin được cảm ơn tới tất cả các anh chị em ca nghệ sĩ đã nhận lời mời của gia đình cũng như trung tâm tổ chức sự kiện tiệc Nguyễn Đình và nhà hàng gà Thanh Trương, đặc biệt là mời của anh Toại đã cùng trở về đây để cùng đem đến bữa tiệc âm nhạc tuyệt vời nhất. Xin cảm ơn tới các ca sĩ của đoàn Văn Công Nghệ Thuật Khu 4. Xin cảm ơn các anh chị em đoàn ca sĩ nghệ thuật của huyện nhà và xin cảm ơn quý vị khách quý và khách mời. Chúng ta cùng trở về đây để cùng đem đến bữa tiệc âm nhạc đầy đủ những màu sắc, là chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ. Và bây giờ đây chúng ta sẽ cùng chuẩn bị để giao lưu với DJ Hoàng Anh và cũng xin được thêm phép thay lời gia đình họ nhà trai cũng như cô dâu và chú rể. Cũng xin được thông báo với tất cả quý vị rằng chúng ta những ai đã nhận lời mời của gia đình cũng như đã nhận lời mời cô dâu và chú rể theo giờ giấc trong tấm tiệp mời mà gia đình đã gửi tới tận tay quý vị, chúng ta buổi trưa ngày mai hãy cùng sắp xếp mở thời gian công việc riêng tư để cùng trở về với chính khán phòng hạnh phúc này để quý vị ta sẽ cùng chính thức dự buổi lễ thành hôn. Chúc mừng hạnh phúc cho chàng rể và cô dâu. Xin cảm ơn và trân trọng được kính chỉ lời mời và trân trọng thông báo.